Kính chào quý vị và các bạn, ngày hôm nay thứ ba ngày 22 tháng 9 năm 2020. Kính mời các bạn xem bản tin Hội nghị Bắc Đới Hà bế tắc trước vận mệnh của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Hội nghị Bắc Đới Hà có từ thời Mao Trạch Đông là cuộc gặp không chính thức của giới lãnh đạo chóp bu của Đảng Cộng sản Trung Quốc và các cán bộ cấp cao lão thành để bàn về các vấn đề lớn của Đảng Cộng sản. Đây luôn là sự kiện không chính thức được theo dõi nhiều nhất trong chính trường Trung Quốc, diễn ra trong hoàn cảnh đặc biệt khi mà bên ngoài thì Trung Quốc tứ bề thọ địch, bên trong thì hoa lục, nội bộ phân hóa rõ rệt. Còn tình hình thế giới thì vẫn đắm chìm trong đại dịch viêm phổi Vũ Hán khởi phát từ Trung Quốc. Hội nghị Bắc Đới Hàn năm nay đã trở nên thu hút sự quan tâm từ các chính trị gia tại Trung Quốc và cả cộng đồng quốc tế. Vào năm 2020 mới được 3/4 chặng đường, nhưng có thể coi đây là một năm đầy sóng gió với cường quốc kinh tế thứ hai của thế giới là Trung Quốc. Đây là hình ảnh ngập lụt ở tỉnh An Huy hồi trung tuần tháng 7. Đại dịch viêm phổi Vũ Hán khởi phát từ cuối năm 2019 và bùng phát tại Trung Quốc và toàn thế giới đã khiến các quốc gia nhìn nhận được bộ mặt thật của quốc gia cộng sản lớn nhất thế giới này. Từ việc che giấu tình hình khi dịch mới xuất hiện, cung cấp số liệu không chính xác về số người tử vong vì virus và số người nhiễm virus, đến việc tuyên truyền dối trá về việc xử lý bệnh dịch ở các nước phương Tây cũng như chiến dịch ngoại giao virus corona với khẩu trang cùng thiết bị y tế kém chất lượng và ngoại giao chiến lang hết sức hung hăng, tất cả đã kéo hình ảnh của đất nước đông dân nhất thế giới xuống mức thê thảm. Bên cạnh đó, quan hệ với siêu cường thế giới Hoa Kỳ thì rơi xuống mức xấu nhất kể từ hai nước bình thường hóa vào năm 1979, leo thang căng thẳng trên mọi mặt kinh tế, chính trị đến an ninh, từ Biển Đông đến Hồng Kông, Tân Cương, Đài Loan, mọi hồ sơ đều trở nên hết sức nóng bỏng. Nội bộ Đảng Cộng sản Trung Quốc thì ngày càng bộc lộ sự chia rẽ trước tham vọng quyền lực tuyệt đối của nhà lãnh đạo Tập Cận Bình. Các thành phần kỳ cựu trong đảng và thế hệ con cái họ là các thái tử đảng ngày càng hoài nghi về sự lãnh đạo của Hoàng đế Tập. Hơn nữa, năm nay, Trung Quốc cũng phải đối mặt với rất nhiều thiên tai địch họa. Các tỉnh ở miền Trung và Tây Nam nhiều nơi đã chìm trong lũ lụt từ tháng 6. Trong khi đó, nạn hạn hán lại đang hoành hành tại vùng Đông Bắc cũng như nạn châu chấu đang đe dọa thu hoạch ở vùng Tây Nam. Và bất chấp rất nhiều lời đồn đoán, hội nghị Bắc Đới Hà năm nay đã diễn ra. Đây là hình ảnh bản đồ Bắc Đới Hà, thành phố Tân Hoàng Đảo, tỉnh Hà Bắc, cách thủ đô Bắc Kinh không xa. Hội nghị Bắc Đới Hà được mô tả có nguồn gốc từ khi lãnh tụ Mao Trạch Đông của nước này bắt đầu thực hiện cơ chế làm việc mùa hè tại khu nghỉ này vào hồi thập niên 1950. Ngày nay, cơ chế này không còn hoạt động, song kỳ nghỉ dưỡng ở Bắc Đới Hà vẫn được các nhà quan sát xem là dịp để các thế hệ lãnh đạo Trung Quốc tề tựu trao đổi và đưa ra nghị trình cho tương lai đất nước. Trong quá khứ, cơ chế nghị sự tại Bắc Đới Hà của giới chức cấp cao Đảng Cộng sản Trung Quốc là cơ chế thường niên được triển khai ở các mùa hè hàng năm và khoảng thời gian cuối tháng 7, đầu tháng 8, được tính từ năm 1954 cho đến năm 1965 và từ năm 1984 cho đến năm 2002. Đến thời ông Hồ Cẩm Đào trở thành Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Trung Quốc vào năm 2002, thì cơ chế này đã bị bãi bỏ trong 10 năm. Vào năm 2013, đến thời Tập Cận Bình, thì được khôi phục trở lại. Giữa lúc Bắc Kinh phải đối mặt với các biện pháp trừng phạt tàn khốc từ Washington hầu như mỗi tuần, cũng như phải vật lộn tìm cách vượt qua các hoạt động đại dịch viêm phổi, thì hội nghị Bắc Đới Hà năm nay càng trở nên quan trọng đối với chính giới Trung Quốc và càng gây sự chú ý với các nhà quan sát khắp nơi. Xưa nay, bên ngoài chỉ có thể dựa vào các dấu hiệu để suy đoán thời gian diễn ra và kết thúc hội nghị bí ẩn Bắc Đới Hà của cao tầng Đảng Cộng sản Trung Quốc mà thôi. Đây là hình ảnh an ninh được tăng cường tại Bắc Đới Hà ngay từ đầu tháng 8 và dấu hiệu cho thấy các nhà lãnh đạo đang gặp nhau. Sự biến mất tập thể trên truyền thông nhà nước của các nhà lãnh đạo Trung Quốc thường được cho là tín hiệu mở đầu của kỳ nghỉ ở Bắc Đới Hà. Các hoạt động công khai mới nhất của lãnh đạo cấp cao của Đảng Cộng sản Trung Quốc như ông Tập Cảnh Bình đều dừng ở ngày 31 tháng 7. Bộ phận quan chức cấp tỉnh hiện cũng có sự điều động, an ninh tại địa phương Bắc Đới Hà cũng được tăng cường và những dấu hiệu cho thấy hội nghị Bắc Đới Hà được triển khai từ ngày 1 tháng 8 vừa qua. Sau khi không xuất hiện trước công chúng gần 2 tuần, Thủ tướng Lý Khắc Cường đã được đài truyền hình nhà nước CCTV đưa tin hôm 17 tháng 8 về việc chủ trì cuộc họp của Quốc vụ viện tại Bắc Kinh. Cùng ngày, nhà lý luận hàng đầu và đứng thứ 5 trong số 7 lãnh đạo quyền lực nhất của Trung Quốc, Vương Hỗ Ninh đã xuất hiện tại hội nghị của Hội Liên hiệp Thanh niên Toàn quốc Trung Quốc ở thủ đô, cùng tham gia sự kiện
có Đinh Tiết Tường, chủ nhiệm Văn phòng Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc và 3 người khác từ Bộ Chính trị. Sự hiện diện của ông Đinh, người tháp tùng ông Tập Cảnh Bình gần như khắp mọi nơi và nhiều ủy viên Bộ Chính trị khác đã cho thấy là cuộc gặp Bắc Đế Hà đã kết thúc. Như vậy, hội nghị vốn có truyền thống bí ẩn này đã bắt đầu từ ngày 1 cho đến ngày 16 tháng 8 năm 2020. Trích dẫn phân tích của nhà chính trị học Alex, đài tiếng nói nước Pháp EFI cho biết hàng loạt vấn đề được đưa ra bàn thảo như quan hệ giữa Mỹ và Trung Quốc, cách thức đối phó với đại dịch, việc thiết lập an ninh quốc gia tại Hồng Kông, tranh chấp chủ quyền tại biển Nam Trung Hoa tức là Biển Đông, vấn đề Đài Loan cũng như Tân Cương. Tuy nhiên, gần như tất cả các vấn đề nói trên đều có một mẫu số chung là Hoa Kỳ. Đây là hình ảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình gặp nhau lần đầu tiên tại khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago, Florida của Mỹ trong khuôn khổ hội nghị thượng đỉnh cấp cao được ghi nhận vào tháng 4 năm 2017. Chính Mỹ là quốc gia đã gây áp lực nhiều nhất để quy trách nhiệm cho Trung Quốc về đại dịch viêm phổi Vũ Hán. Cũng chính Mỹ đã thiết lập nhiều trừng phạt nhất nhắm vào các lãnh đạo cấp cao của Trung Quốc nhằm gây áp lực với Bắc Kinh trong các hồ sơ Hồng Kông và Tân Cương. Và là nước Mỹ đang tích cực gia tăng vai trò trong các tranh chấp tại các vùng biển ven Trung Quốc. Và trên cơ sở những lộ thái mới nhất của chính quyền Cộng sản Trung Quốc, học giả nước ngoài nhận định một chiến lược mới với hai tốc độ đang định hình. Theo đó, cùng về một số vấn đề chung nhưng Bắc Kinh có cách thức xử lý khác nhau. Cụ thể là Đảng Cộng sản Trung Quốc dường như đã chọn giải pháp duy trì cứng rắn trong đối nội, bao gồm chính sách đối với hai khu vực là Tân Cương và Hồng Kông, cũng như về mặt tuyên truyền. Cùng lúc đó thì Bắc Kinh lại tỏ ra mềm dẻo với Mỹ và phương Tây nói chung, cũng như trong các hành động ở bên ngoài. Thế nhưng chính sách mới có vẻ như khó khả thi bởi hội tụ những mâu thuẫn lớn nhất. Đây là hình ảnh Chủ tịch Trung Quốc Tập Cảnh Bình đứng giữa và các người tiền nhiệm như Hồ Cẩm Đào bên trái và Giang Trạch Dân bên phải trong một sự kiện tại quảng trường Thiên An Môn kỷ niệm 70 năm Quốc khánh Trung Quốc vào tháng 10 năm 2019. Bởi cứng rắn với các vấn đề Hồng Kông và Tân Cương thì mâu thuẫn trực tiếp với việc tỏ ra mềm dẻo hơn với Mỹ. Học giả cũng phân tích cách tiếp cận mới này mang tính thực dụng là chủ yếu, bởi đơn giản là chính quyền Bắc Kinh không có phương tiện để tiếp tục theo hướng này, cũng không có được sự ủng hộ hoàn toàn của bộ máy quân đội nên sẽ khó mang lại kết quả. Và phương pháp giữ im lặng tức là tránh đáp trả trực diện, thậm chí không phản ứng gì, bắt chước chiến thuật chiến tranh du kích thời Mao khi trước, tức là theo kiểu địch tiến thì ta thoái, khó có khả năng áp dụng trong thế giới hậu viêm phổi Vũ Hán hiện nay khi mà các quốc gia không còn tin tưởng vào khẩu hiệu trỗi dậy hòa bình của Bắc Kinh. Có thể thấy các ủy viên Bộ Chính trị đương nhiệm và các quan chức cấp cao đã nghỉ hưu đều tin rằng quan hệ Mỹ và Trung Quốc là chìa khóa thành công trong chính sách đối ngoại của Trung Quốc để đi đến quyết định cuối cùng là duy trì quan hệ với Mỹ và đưa quan hệ Mỹ và Trung Quốc trở lại đúng hướng. Nhưng những thành phần chóp bu của Đảng Cộng sản đều bế tắc trong việc làm thế nào để ổn định quan hệ giữa Mỹ và Trung Quốc trong bối cảnh hiện nay. Giới quan sát đã nhận định tình hình năm nay đối mặt với thiên tai nhân họa, đối nội và đối ngoại rối ren khiến nghị sự ở Bắc Đế Hà đã trở nên tương đối vắng vẻ hơn trước. Trong 60 năm qua, đây được coi là nghị sự Bắc Đế Hà ngắn nhất của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo.de ngày hôm nay thứ Ba ngày 22 tháng 9 năm 2020 với bản tin Hội nghị Bắc Đế Hà bế tắc trước vận mệnh của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn nhận được những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de.